Xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn bây giờ là có hơn 3 giờ chiều. Chúng ta đang có mặt ở đây là khu công trường Quách Thị Trang. Sau lưng chúng ta đó là khu nhà ga trung tâm. Cái chỗ hôm bữa chúng ta đi buổi tối đó. Và lúc đó là chưa có gỡ những cái rào chắn tôn. Ở đây thì bữa nay là gỡ hết rồi ha. Đây cái chỗ lấy sáng của nhà ga trung tâm. Để cho cái phần ở dưới nhà ga nó sáng nè. Khi mà ta đang hoàn thành thì chúng ta sẽ chắc thể mình đi từ cái lối này xuống. Không, lối này không có đi được. Ở dưới thì đang lái cũng còn ngổn ngang. Chưa có hoàn thiện. Nếu mà từ ở trên nhìn xuống thì chúng ta thấy có những cái chỗ sáng vào tối như là những cái cánh sen vậy đó. Đây cái khung viền làm bằng inox nó cũng kiên cố ha. Và chiều hôm nay thì mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi dạo từ mặt đường Lê Lai, đi ngang chợ Bến Thành, đi vòng qua Bắc Sình. Mấy nay là coi như là cũng nhiều thông tin về cái trung tâm thương mại mà đã gắn liền với Sài Gòn cũng gần 20 năm nay. Hôm nay lại nói lời chia tay, phá sản. Một cái từ phá sản nghe rất là đau lòng ha. Ngày nay thì có rất là nhiều những cái thương hiệu, rất là nhiều những cái trung tâm thương mại mà đầu tư phát triển ở Việt Nam. Nhưng mà cái hệ thống của Bắc Sình cũng đã tồn tại ở đây cũng khá là lâu rồi. Hôm nay lại không trụ nổi vì tình hình kinh tế. Và phía bên đây là con đường Lê Lai. Chúng ta thấy lúc trước con đường Lê Lai này bán rất là nhiều những cái vali, túi sách. Nhưng mà ngày nay hình như là gỡ trả nhà hết trơn, không còn bán nữa. Trước mặt chúng ta có khách sạn Vinsuit, rất là cao ha. Khách sạn này nhìn ra công viên 23 tháng 9, cũng rất là thoáng. Ở đây mặt tiền Lê Lai, đi lại chút xíu là khách sạn New World. Rồi đây con đường Lê Lai hướng về chợ Thái Bình. Và cũng như bao con đường khác ở Sài Gòn, con đường này cũng là một con đường mà nó cũng có rất nhiều những tòa nhà, những căn nhà rao bán cho thuê, trả mặt bằng. Và chúng ta ở khách sạn này thì mình nhìn ra phía đây là khu đất trống, khu công viên, khu nhà ga trung tâm. Phía dưới mặt đất ở chỗ chúng ta đang đứng đây là tới cái tầng hầm của nhà ga đó. Sau này thì nếu mà đây hoạt động sớm thì chúng ta sẽ có dịp trải nghiệm sớm. Những mặt tiền đây mình thấy be bét ra. Hồi xưa là ở đây bán vali là trùm luôn ha. Như bây giờ thì hết rồi. Từ khi dịch bệnh tới giờ. Ở đây đi ra khu chợ Bến Thành thì kế bên. Nhưng mà do là phân luồng giao thông ngày nay mình phải đi lòng vòng nè. Giờ mình đi ra đây là chỗ công trường Quách Thị Trang ngày xưa. Rồi mình mới qua đường. Ngày nay chỗ này phân luồng khác rồi, không có như ngày xưa là cái bùng binh nữa. Đây chúng ta nhìn ra khu công viên 23 tháng 9 trống trải rồi ha. Trời nắng quá, nhiều khi du khách cũng làm biến đi. Giờ này còn ở trong khách sạn.
cỡ chiều 5 giờ rưỡi, 4 giờ rưỡi gì đó thì mới đi vòng vòng, đi ăn, đi chơi. À, chứ giờ này mà đi là chịu không nổi luôn. À, đây phía trước chợ Bến Thành, một biểu tượng của Sài Gòn, là một nơi mà hầu như du khách nào tới cũng phải ghé. À, có nhiều anh chị khi mà đến Sài Gòn hay tìm về những cái món, cái loại trái cây đặc sản ở vùng quê, nhưng mà nhiều khi ở các đất nước hải ngoại người ta không có, hoặc là những chỗ sang trọng không có được ăn, như là trái sầu riêng. Ở đây sầu riêng ở Việt Nam thì nó có, người ta bán thì có hai loại. À, một loại là chưa khui, một loại là khui sẵn. À, hình thức ha. Còn cái giống sầu riêng thì có nhiều loại giống lắm. À, ngày nay thì đa phần là những loại mà ngon nó không có hột lép á, với lại cầm không có dính tay. Hồi xưa hay có loại sầu riêng, người ta hay gọi là sầu riêng chao á, cái giống gì đó thì không biết, nhưng mà sầu riêng nó nhão nhão, thơm béo ngon. Giờ là nó cứng cứng rồi hả. À, nếu mà mình mua trái á, thì khi mà mua trái về khui á, ở đây không có, người ta đón taxi á. À, nhưng mà bây giờ đó, taxi không có đón như ngày xưa nữa, phải gọi hoặc là đặt app. À, nãy nó tới đâu ta? À, cái loại khui sẵn và loại còn vỏ. À, loại khui sẵn thì khoảng 200.000 một ký, ký ruột không á ha. À, còn loại còn vỏ khoảng 70-50, tùy loại. À, một ký, một trái 3 ký thì 4-5 ký thì khoảng 200-300 ngàn. À, tương đương với khui ruột ra nó cũng cỡ ký. À, đây một tiền con đường Lê Lợi, một trong những mặt tiền mà phải nói là rất là nhiều những căn nhà cho thuê. À, nhưng mà ngày nay chưa có khách thuê, và do đây người ta cũng kén khách, với lại giá cả ở đây rất là đắt. À, phía bên kia là khu khách sạn building Kim Đô kế bên bệnh viện Sài Gòn. À, ngày xưa khi mà trung tâm thương mại Bắc Thành mở ra thì ở đây cạnh tranh với lại Diamond, nhưng mà ngày nay thì họ không bám trụ nổi. Họ rất là nhiều những cái gian hàng, những cái thương hiệu ở trong cái trung tâm thương mại đó ngày nay cũng điêu đứng. À, người ta không biết đi về đâu luôn nè. À, nhà ở đây đóng cửa quá trời. À, khi mà các hàng quán, các cửa hàng ở đây không có hoạt động, chúng ta thấy cái mặt tiền ở đây nó hơi là xấu ha. Nếu mà để nguyên bản cái nét kiến trúc ngày xưa thì ở đây sẽ rất là đẹp, nó đồng nhất, nhìn nó kiên cố, nhìn nó không có lộn xộn, nhìn nó trật tự ha. Còn bây giờ thì khung tắc rồi xào đồ rất là nhiều cái kiểu, mất đi cái nét của dãy phố ngày xưa.
Đó, đây là con đường Nguyễn Tuân Trực. Ở đây là cũng là một cái khu đất mà rất là lâu năm ở đây mà ngày nay chưa được xây dựng. Bắc Sình phá sản theo lời chia sẻ của Bắc Sình đó thì của tập đoàn đó thì một phần là vì kinh tế khó khăn, với lại một phần là vì mặt bằng không được hỗ trợ giá tốt, với lại lúc mà thời dịch bệnh đó họ cũng không được hỗ trợ về cái phần chi phí, nên là rất nhiều năm họ gồng gánh không nổi. Rồi ta qua đây là đường Công Lý. À, giờ mình đi vòng vòng ra đó coi đó này như thế nào ha. Rồi, ta đang đi bộ trên đường Nam Cực Khởi Nghĩa. Mình phải là khu chùa Ông. Ở vòng vòng đây thì cũng có rất nhiều những căn nhà mà đang chưa bán. À, giờ đi vòng vòng các con đường ở trung tâm Sài Gòn thì chúng ta dễ dàng bắt gặp những cái hình ảnh này. Có những khách sạn rất là lớn mà ngày nay họ cũng đang kêu bán. Đó, đây chúng ta đi ra đây là đường Lê Thánh Tôn. Tình hình ám đạm ha. Nhìn thấy cảnh nó tiêu điều còn hơn lúc dịch nữa. Bây giờ là lúc cũng như là lúc mà khó khăn nhất nè. Rồi ra đây là con đường Lê Thánh Tôn. Cái khách sạn này là cũng là khách sạn đang kêu bán luôn. Có nhiều cô chú ngày xưa khi mà đến Sài Gòn cũng ở khách sạn này, và ngày nay khi mà đến Sài Gòn trở lại thì họ rất là tiếc khi mà cái khách sạn quen đã nói lời chia tay. Cửa đóng then gài, kính mít im lìm. Rồi, chúng ta đang dạo bước ở đường mặt đường Lê Thánh Tôn. Ở phía sau khu thư viện tổng hợp. Ủa, Dinh Gia Long chứ hả? Ở phía sau Dinh Gia Long. Khi mà một con đường nó có quá nhiều những căn nhà rao bán cho thuê thế này thì những cái cửa hàng kế bên cũng ảnh hưởng, tại vì cái lượng khách đi ngang đi qua đi lại cũng giảm.
Thôi tại vì người ta nói con đường này nó không có gì hết trơn, nên thôi không đi. Rồi mấy người bán còn lại cũng vất vả theo luôn. Rồi như ai có mặt bằng nhà thì mai ra còn trụ nổi, chứ thuê là coi như là đứng hình luôn. Và bên đây là khu khách sạn Red, nhà hàng Cung Đình, mà nhà hàng sao thấy không có khách hứa vậy. Lúc trước ở đây là quán cà phê Starbucks, nhưng mà hôm nay là nhà hàng sushi. Combo sushi 889 ngàn. Bên là khu tòa đấu tránh. Mấy bữa thì cũng có dự định là sẽ đi vô đây để tham quan bên trong đó, để xem như thế nào. Nhưng mà người ta chỉ mở có 2 ngày thôi, ngày 30 với ngày 1. Ủa, ngày 29, ngày 30. Nên cũng không có thời gian để đi nữa. Bên đây là khu khách sạn Red. Này có hai hàng cao rất là mát, cũng đỡ đỡ. Nhiệt độ bây giờ cũng còn có 36 độ, dù trời cũng dịu dịu đỡ rồi, nhưng mà cái oi bức của nó vẫn còn. Ở xung quanh cái trung tâm thương mại Bắc Thịnh là các trung tâm thương mại Vincom bao dây, nên thành ra cái việc buôn bán ở đây cũng giảm. Các gian hàng ở đây cũng vắng khách, người ta đi vô Vincom người ta mua sắm, tham quan hoặc là coi phim rồi ăn uống. Còn ở Bắc Thành thì chỉ có quần áo thôi, mua sắm thôi, không có nhiều cái sự lựa chọn cho du khách, nên ra càng ngày càng vắng. Là đang đứng này phía trước tòa đấu tránh, một công trình nguy nga lộng lẫy và trường tồn cho tới ngày hôm nay, một nét kiến trúc độc đáo, công phu rất cầu kỳ, rất là lớn luôn quá ha. Ở bên đây là khu, cũng là khu trung tâm thương mại luôn nè. Và ở xung quanh Bắc Thành là những trung tâm thương mại lớn và có rất nhiều sự lựa chọn cho khách hàng, nên thành ra Bắc Thành từ từ bị đi vào quên lãng. Tòa nhà Union Square, ngày trước là Vincom đó, nhưng mà như sau này là tên khác rồi ha. Ở dưới tầng hầm của tòa nhà này cũng có cái điểm nhà ga trung tâm, cái trạm của nhà ga trung tâm luôn á. Khi mà cái tuyến metro khởi công thì cái tòa nhà này cũng ảnh hưởng theo, tại vì cái đường metro đi ngang thì ngang ở dưới tầng hầm của tòa nhà đó. Chúng ta ra đây là đường Đồng Khởi, cũng như là con đường tự do ngày xưa. Bên đây là khu trung tâm thương mại
Vincom và đối diện là khu trung tâm thương mại Bắc Sình. Bắc Sình ở Sài Gòn chứ lại ở chợ lớn thì có Bắc Sình Hùng Vương, nhưng mà Bắc Sình Hùng Vương cũng đã nó lại chia tay rất lâu rồi. Ông thấy tòa nhà rất là đẹp, nhưng mà ngày nay rất tiếc phải nói lời chia tay, trụ lại ở Sài Gòn 18 năm. Bây giờ thua. Chạy. Có rất là nhiều những thương hiệu, những shop. Ở đây nổi trội là Uniqlo nè. Khách bên đó thì lưa thưa, trong khi bên Vincom mới này thấy xe cộ nườm nượp. Taxi cũng đậu ở đây rần rần luôn. Tao qua đường nha. Lại đằng kia đèn đỏ là ở đây bán xe. Qua đường thoải mái. Đây cái lề đường của đường Lê Thánh Tôn. Xe bán nước sâm hột bé. Để chiều rủ nị với bạn đồng nhỏ đi đi vô Bắc Sình này để xem bên trong như thế nào ha. Trước giờ cũng chưa có dẫn đồng vô trong đây nữa, không có đi mua sắm gì trong đây, hay trong đây không có khu vui chơi. Bán quần áo, túi xách, nữ trang. Trong nó nóng lắm hay sao mà vừa đi vừa cầm quạt. Khách từ trong đây đi ra lại đi qua bên kia, họ đi lung tung hết.
Rồi thôi, chắc cái video clip ngày hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Vài hình ảnh lòng vòng đường phố ở Sài Gòn, ghé lại cái hình ảnh trung tâm thương mại Bắc Sình, để sau này khi mà ở đây thành một cái địa điểm mới thì chúng ta có chút gì đó của hoài niệm. Một lần nữa cảm ơn đến tất cả quý anh chị đã quan tâm theo dõi, đồng hành cùng Vlam TV. Nhân đây em cũng xin kính chúc tất cả các đứa anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.